Bao giờ Y Tý có kem, Mường Hung có điện thì em theo chàng. Câu ca xưa vẫn được người vùng cao Bát Sát nhớ như ước mơ về sự đổi thay cho vùng đất vốn là nơi thâm sơn cùng cốc này. Và ước mơ ấy giờ đã trở thành hiện thực. Vùng biên Y Tý đang khởi sắc từng ngày để cho bức tranh tươi sáng ấy thêm rực rỡ hơn. Những bạn trẻ nơi đây với khát vọng vươn lên đã lan tỏa tinh thần xung kích, xây dựng cuộc sống mới nơi vùng đất mù sương. Đây là một trong những homestay làm dịch vụ chuyên nghiệp đầu tiên tại Y Tý. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2018, bỏ lại những dự định, cơ hội việc làm tại thành phố. Lý Xá Suy, chàng thanh niên Hà Nhì, quyết định về quê lập nghiệp bằng con đường làm du lịch cộng đồng. Cái ngôi nhà đất thường là nó sẽ ít cửa sổ và nó không được thông thoáng cho lắm. Thì mình sẽ khắc phục bằng cách là mình có thể thêm cửa sổ hoặc cho cửa sổ nó to hơn để đảm bảo ánh sáng, đảm bảo cái không gian, nhà vệ sinh, khép kín ở trong nhà luôn. Để cho nói chung là để được sự tiện nghi thôi. Tròn 25 tuổi, Vàng A Sáo, dân tộc Mông, được bầu làm bí thư chi bộ thôn Hồng Ngài. Với trăn trở làm thế nào để người dân ấm no, đoàn kết, khi được học tập chỉ thị 05, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ Vàng A Sáo như có thêm sức mạnh, định hướng rõ hơn việc làm của mình, xác định đảng viên phải đi trước, làm trước. Từ phát triển kinh tế thì là đảng viên cũng là phải là người nếu hơn đi đầu. Hai nữa về cái vấn đề xây nông thôn mới cũng thế, là trong quá trình vận động hiến đất thì đảng viên cũng phải là người đi đầu. Năm 2017 thì là gia đình tôi cũng đã hiến đất để xây dựng căn nhà văn hóa để cho tập thể thôn. Được biết đến là thiên đường mây hấp dẫn, nhưng vùng cao Y Tý còn vô vàn khó khăn. Bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa bản địa, tìm sinh kế mới hay tuyên truyền vận động người dân thay đổi nhận thức, xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh. Đây là khát vọng đang được những người trẻ ở Y Tý hiện thực hóa. Chúng tôi cũng hết sức mong muốn là với những cái vai trò mà chúng tôi đang thực hiện thì là sẽ nêu gương cho bà con và thực hiện các cái nhiệm vụ triển khai tới cho bà con để bà con có thể nâng cao được các cái nhận thức và sẽ ngày một phát triển. Vùng cao Y Tý đang khởi sắc từng ngày nhờ có sự đóng góp của những người trẻ tuổi, một thế hệ được học hành bài bản, được tiếp cận với tri thức, với những tư tưởng tiến bộ. Họ lựa chọn bám bản, hiện thực hóa ước mơ xây dựng dải đất biên cương mù sương này ngày càng giàu mạnh.